tháng 4 năm 2020, khi Việt Nam bước vào cuộc chiến chống dịch đầy cam go, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng kênh tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ hợp tác nối vòng tay lớn, tiếp thông tin, truyền sức mạnh cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Với tiêu chí phi lợi nhuận, 18 chương trình phát sóng liên tiếp như một series y khoa về SARS-CoV-2, loại virus mới khiến thế giới chao đảo. Những vấn đề nóng hổi bao quát từ virus học đến dịch tễ, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa, tâm lý, dinh dưỡng cho những người dễ bị tổn thương vì COVID-19 như người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh mãn tính, đái tháo đường, tim mạch, hô hấp, phổi, ung thư, v.v. được các chuyên gia là những cây đa, cây đề của các chuyên khoa giải đáp cặn kẽ, sâu sắc. Thông qua hình thức kết nối chuyên gia đến cộng đồng qua kênh Alo Bác sĩ hỏi đáp trực tuyến, mỗi chương trình phát sóng nhận được sự đón nhận của hàng trăm ngàn lượt bạn đọc xem và chia sẻ. Không chỉ mang ý nghĩa cho cộng đồng, người bệnh mà chương trình còn đem lại nhiều giá trị chuyên môn cho các y bác sĩ trong ngành tham khảo. Bởi virus SARS-CoV-2 vô cùng mới mẻ, các nhà khoa học thế giới vẫn đang ngày đêm tìm cách khống chế. Những kiến thức mà các thầy cô cung cấp trong chương trình đều mang tính cập nhật, dẫn chứng từ những nghiên cứu giúp người xem có cái nhìn toàn diện nhất. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình giao lưu Dinh dưỡng đúng tăng khả năng đề kháng đại dịch, được Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách mở đầu cho chuỗi chuyên đề về COVID-19. Bởi dinh dưỡng giúp xây dựng, duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, lá chắn thiết yếu của cơ thể. Chương trình giúp cộng đồng hiểu thêm nhiều kiến thức hữu ích, từ nguyên tắc xây dựng bữa ăn trong mùa dịch để nâng cao sức đề kháng, đến thông tin quan trọng nhất mỗi gia đình đều muốn biết, đó là nên tích trữ thực phẩm, đồ dùng sấy khô sao cho đảm bảo sức khỏe, vượt qua mùa dịch một cách nhẹ nhàng. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, phụ trách bộ môn nhi Đại học Y Dược TP.HCM là chuyên gia đã vực dậy tinh thần cho các phụ huynh chỉ với 30 phút của chương trình. Bảo vệ trẻ em giữa đại dịch COVID-19, nhiều gánh nặng tâm lý dần được chuyên gia tháo gỡ để các ông bố, bà mẹ lên kế hoạch chăm sóc trẻ tốt hơn trong giai đoạn cả nước chung tay đánh bại COVID-19. Làm thế nào phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng trước đại dịch COVID-19? Chủ đề trò chuyện cùng Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời chạy đua cùng thông tin thời sự khi dịch bệnh vào giai đoạn diễn biến phức tạp, mất dấu F0, nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng. Sự tư vấn kịp thời của chuyên gia đã thắp lên hy vọng cho hàng triệu trái tim. Chỉ cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản từ rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người thì mỗi người dân sẽ trở thành một chiến sĩ. Mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. Khi việc cách ly, giãn cách xã hội trong dịch bệnh COVID-19 khiến mọi người rơi vào cảm giác tù túng, chán nản, bực bội, thậm chí là stress, thì những giải pháp đến từ tiến sĩ bác sĩ Ngô Tích Linh, chủ nhiệm bộ môn tâm thần, Trường Đại học Y Dược TP.HCM trong chương trình Cách vượt qua cơn sốc trước những xáo trộn đột ngột do dịch COVID-19 đã kịp thời giải tỏa nỗi bận tâm, giúp khán thính giả sốc lại tinh thần để từ đó có ý chí kiên cường để đối mặt với đại dịch. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Giám đốc nghiên cứu đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford Anh Quốc với chủ đề Cơ chế hoạt động của virus gây bệnh COVID-19 và hướng điều trị, đã giúp khán thính giả có cái nhìn chính xác về cơ chế hoạt động của virus SARS-CoV-2, những lợi ích và rủi ro khi áp dụng miễn dịch cộng đồng, cũng như các loại thuốc có thể điều trị COVID-19 hiệu quả. Đại dịch COVID-19 ập đến, cả thế giới lo lắng, nhưng những người mắc bệnh mãn tính dễ bị suy sụp hơn cả. Bởi các số liệu thống kê cho thấy người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người có hệ miễn dịch kém như phụ nữ mang thai, v.v. có nguy cơ bị virus SARS-CoV-2 tấn công cao hơn, bệnh cảnh nặng nề hơn, điều trị nặng nề, tốn kém và tỷ lệ tử vong cao hơn. Và sự tư vấn kịp thời của các chuyên gia. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ sản Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Ảnh hưởng của COVID-19 trên phụ nữ mang thai, đã có những lời giải đáp thiết thực về sự ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 đến thai kỳ, cũng như chia sẻ cách bảo vệ sức khỏe để mẹ và con cùng vượt qua mùa đại dịch an toàn. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thi Khuê, Chủ tịch Liên chi hội đái tháo đường nội tiết Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Lời khuyên cho người bệnh mãn tính trước dịch COVID-19, giúp người bệnh mắc bệnh mãn tính như tim mạch, hen suyễn, đặc biệt là đái tháo đường,
có thêm được những kiến thức hữu ích từ việc tái khám, sử dụng thuốc đúng và đủ để phòng ngừa trước COVID-19. Đi sâu hơn vào chủ đề, ảnh hưởng của COVID-19 đối với người có bệnh hô hấp, HEN và COPD ứng phó với tình huống khẩn cấp. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội HEN dị ứng miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra nhiều lời khuyên quý giá cho những người bệnh hô hấp để không bị thất thủ trước đại dịch, từ đó lên phương án phòng ngừa, xử trí các tình trạng nguy cấp và những bài tập thở dễ nhớ, dễ thực hiện, không những đường hô hấp tốt mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh qua chủ đề chăm sóc đúng cách người bệnh ung thư giữa mùa dịch COVID-19, lại tiếp thêm nghị lực cho những chiến binh sẵn sàng chống lại virus SARS-CoV-2, đồng thời cung cấp địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần hỗ trợ. Những thông tin được vị chuyên gia trong chương trình như điểm tựa lòng tin giúp người bệnh không chỉ chống chọi với căn bệnh ung thư mà còn chiến thắng đại dịch COVID-19. Cũng liên quan đến chủ đề ung thư, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Quang Vân Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ 4T thuộc Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc trung tâm y võ dưỡng sinh lại mang đến góc nhìn mới, lối sống lành mạnh giúp chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư trong mùa COVID-19. Trong đó, bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh đến liệu pháp 4T bao gồm sắp xếp cuộc sống bình an, giảm stress, ăn uống âm dương quân bình, tập thể dục thường xuyên, dùng thuốc đúng chỉ định không chỉ giúp nâng đỡ tinh thần mà còn kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư, kể cả người ở giai đoạn cuối. Những lời khuyên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Châu Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam trong chương trình Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người bệnh tim mạch mùa dịch COVID-19, mang đến những kiến thức căn bản nhất như chuẩn bị tủ thuốc gia đình có người bệnh tim, cần điều chỉnh huyết áp tăng cao lúc nửa đêm, nhận diện nhanh những tình huống xử lý tại nhà và tình huống khẩn cấp để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của COVID-19 lên đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Lời khuyên cho bệnh nhân tai mũi họng giữa mùa dịch COVID-19 là chủ đề trò chuyện cùng giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Kiên Hữu, Chủ tịch Hội Mũi Xoang Thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình, vị chuyên gia đã hướng dẫn khán thính giả cách phân biệt các triệu chứng ho, đau họng, khó thở do bệnh lý tai mũi họng và COVID-19, đồng thời đưa ra những giải pháp để bảo vệ chốt chặn cuối cùng ngăn sự xâm nhập của vi khuẩn, virus. Đột quỵ có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, dù là ngày tháng bình yên hay lao đao dịch bệnh. Vì vậy, với kiến thức tổng quan trong chương trình, đột quỵ và phòng ngừa đột quỵ khi phải hạn chế ra khỏi nhà trong thời dịch bệnh, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp mọi người tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi COVID-19 đáng sợ hơn hay đột quỵ đáng sợ hơn? Làm sao để nhận diện dấu hiệu đột quỵ cần cấp cứu ngay? Tiếp tục chuỗi chương trình với chủ đề vô cùng hấp dẫn, bảo vệ sức khỏe và sắc diện trong mùa COVID-19. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi bầu không khí trầm lắng vì dịch bệnh. Bởi COVID-19 sẽ qua đi, nhưng sắc diện thì gắn liền cả đời người. Những bí quyết của vị chuyên gia về cách chăm sóc dáng, giữ gìn làn da khỏe mạnh, bảo vệ da tay khi sử dụng nước sát trùng, v.v. được đông đảo chị em đón nhận. Chăm sóc răng miệng trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội vì COVID-19 cũng là một vấn đề nóng hổi, được tiến sĩ bác sĩ Ngô Đồng Khanh, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong chủ đề. Vấn đề răng miệng mùa COVID-19, làm sao an toàn cho bệnh nhân? Với gần 60 phút của chương trình, các thông tin về cách chăm sóc răng miệng, trường hợp nào được trì hoãn và khi nào thì đến cơ sở y tế, v.v. kịp thời giúp khán thính giả tìm được giải pháp tốt nhất để chăm sóc, bảo vệ bộ máy ăn nhai của cơ thể. Chủ đề, cơ chế sinh bệnh của vi sinh vật trên đường hô hấp và áp dụng trong điều trị và phòng bệnh viêm phổi trong thời đại COVID-19 của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh đã giải đáp các thông tin thú vị xoay quanh vấn đề COVID-19 tấn công đường hô hấp ra sao, cũng như đưa ra giải pháp hữu hiệu để bảo vệ cơ quan này khi chẳng may bị SARS-CoV-2 xâm nhập. Khi vấn đề miễn dịch cộng đồng còn gây tranh cãi khắp thế giới, thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh đã nối tiếp chương trình tư vấn bằng chủ đề miễn dịch cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19. Qua đó giúp cộng đồng có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về phương án này trong đại dịch COVID-19. Không chỉ Tây y mà Đông y cũng có vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong chương trình Đại dịch COVID-19 tiếp cận từ khía cạnh Đông y, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Chủ tịch Hội Đông Tây y kết hợp đã giúp mọi người có góc nhìn rộng mở hơn về chuyên ngành này của y học. Những món ăn, bài thuốc giúp nâng cao sức đề kháng, bí quyết vệ sinh giấc ngủ để những giờ phút nghỉ ngơi được trọn vẹn hơn mà vị chuyên gia đưa ra trong chương trình, phần nào đã giúp xoa dịu tâm lý căng thẳng và những xáo trộn trong sinh hoạt do đại dịch gây ra. 18 chương trình nằm trong chuỗi chuyên đề COVID-19 nhận được sự phản hồi tích cực trong giới chuyên gia cũng như đông đảo khán thính giả. Bởi thực hiện kịp thời, sát sườn và nắm bắt đúng trọng tâm các vấn đề người bệnh, xã hội quan tâm. Thông qua đó, chuỗi chương trình cung cấp cho cộng đồng những kiến thức vô cùng cần thiết, làm hành trang quý giá để cùng nhau tự tin bước qua đại dịch COVID-19.